Chương 1161, Đương thời vô địch, hai Nữ nhân, tư tưởng này hơi khác với những gì ngươi nghĩ, nhưng kết quả không phải cũng giống nhau sao? Không phải ngươi vốn cũng có dự tính như vậy sao? Hy sinh bản thân, mở ra kỷ nguyên vạn cổ. Chỉ là giữ chừng đổi đối tượng mà thôi, yên tâm, bổn đế sẽ không cô phụ ngươi, nhất định giúp ngươi mở ra kỷ nguyên vạn cổ. Một vũ hàm không tin, nàng không tin cố thanh phong sau khi biết rõ lâm đạo huyền cường đại như vậy, còn dám mở ra kỷ nguyên vạn cổ, đây không phải là tự tìm chết, cố thanh phong khẽ mỉm cười, mặc quần áo vào đi có tin hay không tùy ngươi. Nói xong, hắn liền thao túng một vũ hàm, mặc quần áo tử tế, sau đó đi ra nhà trúc, đi gọi quả đen, ra khỏi nhà trúc, một con quả toàn thân đen nhẹm đã chờ sẵn từ lâu. Nhìn thấy một vũ hàm đi ra, lúc này kêu loạn nói, lúc đó nói thế nào cũng không tình nguyện, kết quả lại dậy vào một đêm, nữ nhân mà thật là khẩu thị tâm phi, còn không cho ta nhìn. Quả đen nói đến nước bọc văn tứ tung, cố thanh phong chậm rãi từ trong nhà trúc đi ra. Trong nháy mắt quả đen ngay ngốc tại chỗ, theo bản năng nói, hắn là ai, dịp sở đâu? Chẳng lẽ tối hôm qua ngươi lại đi tìm một người khác? Một vũ hàm không nói gì, bởi vì lúc này nàng đang bị cố thanh phong khống chế, nói không ra lời, hay cho một nghiệt xúc thậm chí ngay cả bổn đế cũng không nhận ra, mau chết đi cho ta. Cố Thanh Phong lạnh lùng lên tiếng, rất bất mãn trước việc quả đen có mắt không trong. Nương theo một tiếng hừ lạnh của hắn, thiên địa bốn phía trong nháy mắt thay đổi, không thấy hắn động thủ, chỉ thấy vô tận hư không điên cuồng đè ép về hướng quả đen. Trong lúc nhất thời, có cảm giác dường như cả thiên địa đều đang nhằm vào quả đen. Cảm nhận được áp lực khổng lồ trong thiên địa, quả đen trong nháy mắt toát ra vẻ kinh hãi. Nó không thể tin được hô to, ngươi là diệt thế ma đế. Quả đen điên cuồng vỗ cánh, Muốn bay đi, nhưng mà sức phong tỏa của thiên địa quả thực quá mạnh mẽ, giống như một lồng giam vô hình, vây chặt cứng lấy nó. Dù nó vỗ cánh thế nào, cũng không thể bay ra khỏi cái lồng. Quả đen cuốn lên, vừa mở miệng quả liền phát ra tiếng kêu cực kỳ chói tai. Minh em mờ họa tâm chú, cố thanh phong nhờ vào kỹ nguyên chi hỏa nên liếc mắt một cái liền nhận ra thủ đoạn của quả đen. Đây là một loại sóng âm cực kỳ âm tổn công kích thần hồn Pháp Môn, đại diện cho tai ương và hỗn loạn cho dù là nửa bước tiên quân, sẽ vì bất ngờ không kịp đề phòng mà trúng chiêu, thân hồn cũng sẽ bị tổn thương. Hóa ra là thường cổ dị chủng minh em mờ quỷ nha. Cố thanh phong một lời vạch trần thân phận quả đen, mặc cho sóng âm đánh vào trên người mình, không hề thương tổn cộng lông nào, thuận tiện còn có thể thâu tóm minh em mờ họa tâm chú. Hắn tay vung lên, lập tức nắm được quả đen vào trong tay mình. Quả đen không ngừng vùng vẫy, mau buông ta ra. Mộc vũ hàm. Ngươi đứng đó nhìn sao? Ngươi tên phản đồ này. Đôi cậu nam nữ này, sau khi chủ nhân trở về tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Câm miệng. Cố Thanh Phong ra lệnh một tiếng. Được. bởi vì tốc độ nói quá nhanh, rốt cuộc quỷ xuôi thần đã khiến quả đen cắn đứt lưỡi của mình. Bổn đế đa đang đợi lâm đạo huyền đến, hiện tại ngươi nói đi, làm thế nào để mở ra kỷ nguyên vạn cổ, quả đen trừng mắt một cái, không ngờ được Cố Thanh Phong cái gì cũng biết sau một khắc trong miệng nó ánh quang chật lóe đầu lưỡi trong nháy mắt phục hồi như cũ một vũ hàm tên phản đồ này thậm chí ngay cả kế hoạch của chúng ta ngươi cũng đã nói cho ma đầu kia rồi kiên nhẫn của bổn đế là có hạn nói rốt cuộc làm thế nào mới có thể mở ra kỷ nguyên vạn cổ cố thanh phong lạnh lùng nói ta biết kế hoạch của ngươi không phải ngươi muốn biết cách mở ra kỷ nguyên vạn cổ sau đó sẽ phá hủy nó sao ngươi không muốn để cho chủ thượng trở về sợ bị giết cho nên mới lừa gạt như vậy Ngươi bỏ ý định đó đi, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Quả đen tự cho là nhìn thấu mục đích của Cố Thanh Phong rồi, mà quan trong mắt Cố Thanh Phong lấp lóe, hắn không ngờ, giao lưu với một con quạ lại khiến mình tốn sức như thế. Sau một khắc, vô số ma quan đỏ hồng bắn ra từ trong đôi mắt hắn, trong nháy mắt xâm nhập vào thân thể quạ đen. Quạ đen vốn đang dãy dụa, thân thể đột nhiên cứng ngắt, theo sát sau đó, trong đôi mắt cũng thoáng lóe lên một tia ma quan đỏ hồng. Sau đó, cố thanh phong buông ra quả đen quả đen lập tức nằm rạp trên mặt đất bái kiến ma đế đại nhân cố thanh phong hài lòng gật đầu một cái làm thế nào để mở ra kỷ nguyên vạn cổ quả đen một năm một mươi trả lời cần đi tới giếng cổ kỷ nguyên lợi dụng kỷ nguyên chi hỏa mở ra giếng cổ kỷ nguyên ở đâu sau bên trong tiên vẫn chiến trường có một cổ đạo kỷ nguyên giếng cổ kỷ nguyên nằm bên trong đó cố thanh phong nhướng mày một cái hắn vừa trở về từ tiên vẫn chiến trường không ngờ lại phải quay lại đó một chuyến, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều, vì mở ra kỷ nguyên vạn cổ, chỉ có thể vất vả một chút, nhưng trước khi đi, hắn muốn về tiệc thiên giáo thu hoạch một chút. Hôm nay vừa cử hành xong nghi lễ kế nhiệm giáo chủ, người của các đại thế lực cơ bản vẫn chưa rời đi, dù sao người ta đường xa mà đến, không thể nào chỉ đợi một ngày, xem một buổi nghi lễ rồi quay trở về. Thời gian còn lại, cơ bản là để các đồ để trao đổi, các trưởng bối luận đạo đây vừa lúc là cơ hội cho cố thanh phong một lưới bắt hết chương một nghìn một trăm sáu mươi hai người lương thiện nhất vẫn tinh uyên ngay lập tức cố thanh phong lại biến thành bộ dáng của diệp sở đi tới đại điện giáo chủ ban bố mệnh lệnh thứ nhất sau khi hắn lên làm giáo chủ ra lệnh cho tất cả mọi người tập trung lại bao gồm cả khách mời của các đại thế lực hắn có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố sự tình liên quan đến diệt thế ma đế và toàn bộ an nguy của vẫn tinh uyên mệnh lệnh nghiêm trọng như vậy trong nháy mắt đều khiến tất cả mọi người chấn kinh mấy canh giờ sau đó trên đỉnh tiệc thiên giáo lúc này trên đỉnh núi đã tụ tập chằng chịt người vô luận là đệ tử tiệc thiên giáo hay là các đại thế lực người đều tụ tập ở này tất cả mọi người đều trông đợi nhìn về phía vị trí cao nhất kia cũng chính là chỗ ngồi của giáo chủ tiệc thiên giáo ghế giáo chủ trống rỗng cố thanh phong cũng không xuất hiện thời gian từng giây từng phút trôi qua mọi người đang thì thầm nói chuyện Giáo chủ tịch Thiên giáo triệu tập chúng ta tới đây, bản thân lại chậm chạp mãi không xuất hiện, uy phong thật lớn, không thể nói như thế. Dù sao chuyện liên quan đến diệt thế ma đế, có thể giáo chủ tịch Thiên giáo đang chuẩn bị thứ gì đó rất quan trọng. Cố thanh phong đúng là chuẩn bị, có điều không phải chuẩn bị đối phó diệt thế ma đế, mà là bận biểu bố trí trận pháp phong ấn. Hắn tính toán sẽ dùng trận pháp phong ấn để nhốt toàn bộ người trên đỉnh núi lại, như ba ba trong rọ. Các ngươi nói tiệt thiên giáo chủ có phải đang dự định hiệu triệu chúng ta, tạo thành liên quân trừ ma, cùng thảo phạt diệt thế ma đế? Thảo phạt diệt thế ma đế? Là ngươi điên hay là ta điên? Lục đại cấm khu sừng sững hàng trăm triệu năm, có khi nào ngươi thấy có người sang bằng nó? Diệt thế ma đế kia một người sang bằng lục đại cấm khu, đây là người mà chúng ta có thể địch lại, điều này thì cũng không chắc, tiệt thiên giáo chủ mới nhậm chức chính là thiên mệnh chi tử nổi danh. Hơn nữa là người duy nhất dưới tay diệt thế ma đế, Tu vi không lùi mà tiến, nhân vật như vậy, một khi trưởng thành, có thể là đối thủ của Diệt Thế Ma Đế. Giữa lúc mọi người nghị luận nhộn nhịp, Tiệt Thiên Giáo giáo chủ lên sàn rồi, Cố Thanh Phong bố trí xong trận pháp, đổi thành gương mặt của Diệp Sở, mặc lên pháp bào giáo chủ, chậm rãi đi tới, cuối cùng ngồi ở trên bảo tọa giáo chủ, nhìn xuống quần hùng, "Hôm nay gọi các ngươi đến đây, là có một việc muốn tuyên bố." Cố Thanh Phong nhàn nhạt nói. Thanh âm bình tĩnh không lớn, lại có thể truyền khắp toàn trường, như vang ngay bên tai mỗi người. Nghe lời nói này, một ít đại thế lực cường giả đã nhướng mày một cái. Bởi vì trong lời nói của Thanh Phong rõ ràng không quá tôn kính đối với mình và người khác. Nếu ngươi nói chuyện như vậy với đệ tử Tiệt Thiên giáo thì cũng không sao, dù sao ngươi là giáo chủ, nhưng đối với người các thế lực khác như bọn ta, ngươi cũng vô lễ như vậy sao? Có điều cũng không có ai dám làm khó dễ, dù sao đây là địa bàn của Tiệt Thiên giáo, không ai tình nguyện làm chim đầu đàn. Các ngươi cho rằng Diệt Thế Ma Đế là người như thế nào? Cố Thanh Phong nhìn về phía mọi người. Mọi người thầm nói quả nhiên Tiệt Thiên giáo chủ thật sự muốn tạo thành liên quân trừ ma, đối phó Diệt Thế Ma Đế. Im lặng trong chốc lát, một cường giả đến từ một đại thế lực cấp cao giọng nói, "Ma đầu này thực lực cường đại, làm nhiều việc ác, từ khi xuất đạo đến bây giờ không biết thôn phệ bao nhiêu tiên vương, quả thật là tai họa lớn nhất vẫn tinh nguyên." Lời vừa nói ra, mọi người ồn ào tỏ ra đồng tình nói vô cùng là đúng trọng tâm. Cố Thanh Phong lại lắc lắc đầu, một đống lời vô nghĩa. Năm chữ này vừa ra, mọi người trong nháy mắt sửng sốt một chút. Tình huống gì đây? Lời nói chuẩn như thế, vậy mà lại bị coi là nói bậy nói bạ. Chỉ nghe Cố Thanh Phong tiếp tục nói, dựa vào những gì bổn giáo chủ thấy, Diệt Thế Ma đế rõ ràng là người lương thiện nhất vẫn tinh nguyên. Hắn trảm yêu trừ ma, lấy giúp người làm niềm vui, giúp mọi người làm điều tốt không ngừng giúp đỡ người khác độ thiên kiếp, còn sang bằng tà ác cấm khu, trả lại cho thế gian một càng không sáng lạng. Trào, vừa dứt lời, trong ngáy mắt mọi người đều bùng nổ. Cố thanh phong như rót nước vào chảo dầu đang sôi ung ục, nháy mắt nổ tung. Diệt thế ma đế, người lương thiện nhất, mọi người dường như đang nghe những lời nói mơ giữa ban ngày, bị chấn động đến mức ngủ lôi oanh đỉnh. Đây là lời nói ra từ miệng của giáo chủ tiệc thiên giáo, đại giáo phái hàng đầu của tinh khư thứ nhất, vào khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy cố thanh phong điên rồi. Một vài người có thù với diệt thế ma đế, một vài thế lực bị hắn bách hại, ngay lập tức chửi như tác nước, diệt thế ma đế giết môn nhân của ta, cướp tiên binh của ta, thôn phệ vô số tu vi, người cư nhiên nói hắn là người lương thiện nhất vẫn tin nguyên sao. Một vị thiên kiêu đã từng tham gia tiên vương đại hội tức đỏ mặt lên tiếng, ta vất vả cực khổ tu luyện mấy vạn năm, thật không dễ dàng mới có cơ hội tiến giai tiên vương bao nhiêu công sức khổ tu đều bị diệt thế ma để nuốt sạch sẽ, hắn lấy cái gì đòi làm người tốt, từng người bị hại đua nhau lên tiếng, làn sóng lên án trong mọi người càng ngày càng lớn, thanh âm phản đối càng ngày càng nhiều. Chương 1163, Nguyện Thế gian không có tiên nhân, một, con người là như vậy, bọn hắn không chọc nổi diệt thế ma đế, nhưng một giáo chủ tiệt thiên giáo như ngươi, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không đụng tới được. Cố Thanh Phong lạnh lùng nhìn mấy con kiến hôi tạo phản bên dưới, khóe miệng lộ ra một nụ cười chăm chọc, thản nhiên nói, từ ngày xưa tiên dùng võ phạm cấm, tiên nhân tự kiềm chế thực lực cường đại, tùy ý làm bậy, chính là bởi vì cái loại cực đoan võ lực này, khiến cho dân chúng lầm than, sinh linh đồ tháng, tiên nhân đánh nhau, đồng một chút là hủy cương diệt vực, thiên băng địa liệt, bao nhiêu người vô tội vì vậy mà chết. Diệt thế ma đế kia thôn phệ tu vi của các ngươi, chẳng lẽ không phải là người cực kỳ tốt, dựa vào những gì bổn giáo chủ thấy, việc thế ma đế cắn nuốt như vậy là rất tốt lẽ ra hắn nên thôn phệ tất cả tiên nhân trên thế gian không có những loại tiên tiên cao cao tại thượng như các ngươi mới có thể tạo ra bình đẳng thịnh thế cho mọi người những lời nói của cố thanh phong giống như tiếp tục thêm dầu vào lửa trực tiếp đốt cháy tâm trạng của tất cả mọi người nếu mà lúc này không phải đang ở tổng bộ tiệc thiên giáo sợ là đã bị tấn công hội đồng lúc này một vị tiên vương cường giả đứng dậy cả giận nói tiệc thiên giáo chủ ngươi dựa vào cái gì nói diệt thế ma đế là người tốt? Chẳng lẽ ngươi đã sớm âm thầm đầu phục ma đầu kia hay sao? Đúng, hôm nay nếu ngươi không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, chúng ta sẽ sang bằng tiệc thiên giáo của ngươi. Khắc khắc khắc. Một tiếng cười khủng bố dữ tận truyền ra từ trong miệng tiệc thiên giáo chủ, nghe tiếng cười quen thuộc này, những tiếng la ó rốt cuộc nhất thời ngưng lại. Cố Thanh Phong dùng ánh mắt bể nghệ, ngạo mạn nhìn quân hùng. Găng từng chữ một, dựa vào cái gì? Dựa vào ta là diệt thế ma đế, cái gì? Diệt thế ma đế. Người có tên, cây có bóng. Bốn chữ phản phất có một loại ma lực thần kỳ, cái tên này vừa nói ra, toàn trường yên lặng như tờ. Âm, Cố Thanh Phong đứng dậy khỏi bảo tọa giáo chủ, một đạo ma quan lấp lóe, thân hình biến đổi lớn. Khôi phục diện mạo vốn có, lộ ra dung nhan phong trần tuấn tú, dáng người cao to vĩ ngạn khi hình bóng hắn hiện ra, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, như rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Vô tận ma quan từ trên người hắn bạo phát thành từng mắt xích chằng chịt, sau đó biến hóa thành vô số ma văn cấm trị, vờn quanh toàn thân. Rõ ràng hắn đang đứng trước mắt mọi người, nhưng lại tự như là đứng tại sâu thẳm bên trong vực thẳm vô tận, cách nhau đến vô lượng khoảng cách, nguy nga, hùng vĩ, nhưng lại xa đến mức không thể chạm tới, âm âm. Hư không mười phương chấn động, mà khí hắc ám như thủy triều bao phủ. Mọi người ở đây mặc kệ là có tu vi gì, ngay trong khoảnh khắc này đều cảm giác mình như rơi vào một mảng hắc ám vô biên, cảm giác ngột ngạt làm người hít thở không thông truyền khắp toàn trường. Diệt, diệt thế ma đế. Chạy mau. Cứu mạng A. Cảm giác khủng bố ngột ngạt này khiến không ai ở đây hoài nghi hắn là giả mạo, bởi vì ma khí khủng bố như vực sâu này không người nào có thể làm giả được, cho nên, vào khoảnh khắc hình dáng cố thanh phong hiện ra mọi người trực tiếp bị dọa gần chết điên cuồng chạy trốn trong lòng không hề có chút quy nghĩ phản kháng nào cho dù là những tiên vương cường giả kia thì cũng không ngoại lệ thật ra tiên vương cường giả chạy còn nhanh hơn bởi vì cố thanh phong nổi tiếng thích thôn phệ tiên vương nhưng mà ngay thời điểm mọi người chạy đến ranh giới đỉnh núi đột nhiên một cái thước cổ từ hư không hiện ra nó treo cao trên chín tầng trời tản ra từng đạo vĩ lực thần bí hoàn toàn cắt đứt đỉnh núi và thế giới bên ngoài. Tiệt Thiên Xích Một vị trưởng lão của Tiệt Thiên Giáo điên cuồng hô lên, Tiệt Thiên Xích vậy mà lại ở trong tay diệt thế ma đế. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đã rõ, trận chiến trước đây cùng Thạch Thiên Lục, tất cả đều là diệt thế ma đế tự biên tự diễn, cũng có thể là... Thạch Thiên Lục cuối cùng đột ngột nổi lên ý muốn giết người, nói không chừng chính là do diệt thế ma đế khống chế. Thật ra lời Thạch Thiên Lục nói trước đó mới là đúng, rầm 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 vô số tiên quan nổ vang điên cuồng đánh lên trận pháp phong ấn nhưng không làm nên được chuyện gì cố thanh phong là vô địch đương đại những con kiến hôi trước mắt này vốn không thể rung chuyển được phong ấn mà hắn bố trí ra khắc 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 tiên nhân bất tử xem chúng sinh như con kiến trọng thiên địa tạo hóa đoạt kỷ nguyên khí vận hôm nay bổn đế muốn thay trời hành đạo quỷ thần chi xúc thân thể cố thanh phong chậm rãi bay lên treo cao trên chín tầng trời vượt sâu mà khí cuốn quanh toàn thân, giống như một vòng tròn ma thuật trực rỡ trên không trung. Nghe thấy tiếng hắn ra lệnh, khắp bốn phía hư không, đại địa trong nháy mắt vặn vẹo, vô số xúc tu giữ tận khủng bố chen nhau chiêu ra từ trong hư không. Trong nháy mắt, khắp thiên địa hoàn toàn trở thành biển xúc tu. Vô số tiên nhân vùng vẫy chìm nổi ở trong biển xúc tu. Tiếng kinh hô, âm thanh thảm thiết, tiếng la giết vang lên động trời. Ma đầu, bọn ta liều mạng với ngươi một ít tiên nhân thấy không có hy vọng trốn thoát, chó cùng rứt dậu, mấy trăm đạo tiên quan phóng tới phía cố thanh phong, đủ loại tiên binh gào thét xông lên, các loại thần thông tiên pháp lộ ra dị tượng chấn động. Chương 1164, Nguyện Thế gian không có tiên nhân, hai, khí thế khủng bố vô cùng, trong đó lại có vô số tiên vương cường giả, cùng nhau liên thủ công kích, sợ là ngay cả nửa bước tiên quân cũng không chịu nổi, nhưng mà đáng tiếc, người bọn hắn gặp phải chính là cố thanh phong những công kích khủng bố này còn chưa đi được đến trước người hắn, đã bị ma khí xung quanh hắn phá nát. Cái gì? Điều này sao có thể, ma đầu này lại hung hãn đến mức này? Diệt thế ma đế đại nhân tha mạng A, à, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa, đi theo làm tùy tùng cho ngài. Một số người thông minh đã sớm quỳ xuống cầu xin sự tha thứ, khắc khắc khắc. Đây mới là tư thế các ngươi nên có khi đối mặt với bổn đế. Cố thanh phong ngửa mặt lên trời cười như điên tóc đen bay pháp phới, pháp bào giáo chủ trên người tung bay theo gió. Trong lúc nhất thời ma uy ngút trời, bao phủ thiên địa. Càng lúc càng nhiều xúc tu xuất hiện, những tiên nhân này không còn chỗ để trốn, nhau nhau bị xúc tu cuốn quanh, lực hút khủng bố sản sinh trên các xúc tu đang điên cuồng cắn nuốt tu vi của đám tiên nhân. Cùng với xúc tu cắn nuốt ngày càng nhiều, ma uy trên người cố thanh phong càng ngày càng nặng, mà quan càng ngày càng rực rỡ, như muốn đè sập thiên địa. Mấy canh giờ sau đó, đã từng là một đám tiên nhân cao cao tại thượng, ai nấy giống như chó chết sụi lơ trên đất, nằm la liệt trên mặt đất, nhưng mà Cố Thanh Phong vẫn chưa giết bọn hắn, đương nhiên, trong hoảng loạn bị ngộ thương mà chết thì không tính. Hắn không muốn tạo nhiều sát nghiệt, thực ra trong lòng hắn có một ý nguyện vĩ to lớn, ước rằng thế gian không có tiên nhân. Cố Thanh Phong nhìn mọi người hỗn loạn, lập tức vung tay lên, vô số xúc tu lục soát nhẫn càng khôn trên người bọn họ, không phải ham tiền, chỉ là hiện tại những người này mất đi tu vi, lại cầm mấy thứ linh tinh như tiên binh tiên đang cường đại, không khác gì con nít cầm vàng ở chợ, quá nguy hiểm. Vì sự an toàn của bọn họ, Cố Thanh Phong đành phải cố gắng thay bọn họ bảo quản. Sau khi xong chuyện, Cố Thanh Phong phất áo rời đi, không mang đi mảnh mây màu nào, chỉ mang đi một ít nhẫn càng khôn. Hắn khởi hành đi chiến trường tiên vẫn, chuẩn bị mở ra kỷ nguyên vạn cổ. Mà mấy ngày sau khi hắn đi, Chuyện xảy ra ở Tiệt Thiên giáo cũng được truyền ra ngoài, toàn bộ tinh khư thứ nhất quả thực giống như đã xảy ra động đất cấp 10, bất luận là các thế lực lớn hay là lão quái vật ẩn thế lánh đời đều bị chấn động, từng là đệ nhất đại giáo, Tiệt Thiên giáo hoàn toàn hữu danh vô thực. Sứ đoàn của các đại thế lực đến xem lễ cũng toàn quân bị diệt, chuyện Cố Thanh Phong hóa thân thành Tiệt Thiên đạo tử diệp sợ cũng truyền ra, đời này mọi người đều biết hắn có thể thiên biến vạn hóa, vả lại căn bản không phát hiện ra sơ hở. Trong lúc nhất thời lòng người hoảng sợ, chúng tiên nhân lần lượt bế quan khổ tu, không dám ra ngoài, cho nên toàn bộ Vẫn Tinh Nguyên cũng lâm vào tình trạng yên bình, những tiên nhân hiếu chiến kia cũng không dám ra ngoài đấu pháp, phải nói rằng hành động của Cố Thanh Phong đã có đóng góp không thể xóa nhòa đối với luật pháp và trật tự hài hòa của Vẫn Tinh Nguyên. Một tháng sau, Cố Thanh Phong xuất hiện trên dòng sông pháp tắc, chân đạp tiệt thiên xích, bên trái ông nhang Linh Tuyết, bên phải ông Mộc Vũ Hàm, hai thị nữ cấp nửa bước tiên quân cuộc sống thật tiêu dao khoái lạc. Một tháng này, tình cảm của Nhan Linh Tuyết và một vũ hàm ngược lại càng ngày càng tăng, hai người cũng coi như tỉ mùi thân thiết, cảnh giới giống nhau, trải nghiệm cũng tương tự, vả lại mỗi ngày đều đối xử thật lòng, quan hệ tất nhiên càng ngày càng tốt, rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của quả đen. Cố Thanh Phong đi vào sâu trong chiến trường tiên vẫn, bước lên con đường kỷ nguyên. Đây là một con đường hư ảo, giống như tồn tại trong các khe hở của các kỷ nguyên khác nhau, giữa hư ảo và thực tế. Nếu như không phải là quả đen dẫn dắt, hắn sợ là thật sự tìm không được con đường này. Đi dọc về phía trước theo con đường kỷ nguyên, dọc theo đường đi cũng không gặp phải nguy hiểm gì, bởi vì nơi này không có bất kỳ vật sống nào. Đi đến chỗ sâu nhất, trong bóng tối vô tận, Cố Thanh Phong nhìn thấy một cái giếng cổ, một cái giếng cổ giống như là do gạch đá màu tím sẫm tích lũy mà thành. Đây là giếng cổ kỷ nguyên. Cố Thanh Phong hỏi quạ đen ở một bên vội vàng cung kính nói đúng vậy ma đế đại nhân ngài chỉ cần đi vào trong giếng cổ xuống phía dưới vận dụng kỷ nguyên chi hỏa thì sẽ có thể phá vỡ giới hạn kỷ nguyên tái hiện kỷ nguyên vạn cổ nhưng đáng chú ý là khi kỷ nguyên vạn cổ tái hiện sẽ phát sinh chồng chéo vô số vĩ lực kỷ nguyên chồng chéo đủ để nghiền nát mọi thứ cố thanh phong gật gật đầu kế hoạch ban đầu của bọn quạ đen chính là hiến tế diệp sở chỉ có dựa vào số mệnh kinh người mới có thể tiến vào con đường kỷ nguyên và mở ra kỷ nguyên vạn cổ, nhưng người mở ra sẽ bị kỷ nguyên vạn cổ nghiền ép mà chết. Hiện tại cố thanh phong thế cho dịp sở, nhưng hắn không hề sợ hãi chút nào, bởi vì lực nghiền ép của kỷ nguyên vạn cổ cũng không cách nào giết chết hắn. cái gọi là kỷ nguyên vạn cổ, nghe có vẻ kinh người, nhưng kỳ thật cũng chỉ là kỷ nguyên vạn cổ của vẫn tinh nguyên, mà vẫn tinh nguyên chỉ là một nơi vĩnh hằng chân giới mà thôi nhưng nguồn gốc tai kiếp của cố thanh phong lại là sự tồn tại mà toàn bộ vĩnh hằng chân giới đều phải kiên kỵ hai thứ này không phải là cùng một khái niệm chỉ cần kiếp số thế gian bất diệt hắn cũng sẽ bất diệt chương một nghìn một trăm sáu mươi lăm mở ra kỷ nguyên vạn cổ hiện tại điều mà cố thanh phong lo lắng duy nhất chính là thập thế tiên quân lâm đạo huyền còn có thể trở về hay không dù sao hắn dự định mượn đứa con của thiên mệnh chi tử và thiên mệnh chân nữ để chuyển thế trở về hiện tại rắm cũng không có hắn làm sao trở về đây Cố Thanh Phong nói ra nghi vấn này, nhưng quả đen tỏ vẻ, lâm đạo huyền sâu không lường được, mặc dù kế hoạch thất bại, chỉ cần kỹ nguyên vạn cổ mở ra, loại cường giả như ông ta cũng có thể trở về, chỉ là, không có chuẩn bị thân thể tỉ mỉ, cùng với số mệnh kinh người, sẽ khiến cho lâm đạo huyền không cách nào trở nên mạnh hơn, không cách nào tiến thêm một bước. Kế hoạch của ông ta là trở về từ đời thứ 10, lại mượn số mệnh để lên đỉnh cao, phá vỡ lòng giam. Nhận được câu trả lời khẳng định, Cổ thành phòng cuối cùng cũng yên tâm Còn việc phá vỡ lòng giam Vậy thì quá đơn giản Trước mắt được biết điều kiện phá vỡ lòng giam Là số mệnh kinh người Cùng với thực lực vượt qua tiên quân Số mệnh hắn có Thực lực Lâm Đạo Huyền có Cho nên chỉ cần thôn vệ Lâm Đạo Huyền Không phải là hai người đều hợp nhất rồi sao Đến lúc đó mình có thể mang theo di nguyện của Lâm Đạo Huyền Thay ông ta thực hiện ước mơ phá vỡ lòng giam Có thể nói là hoàng mỹ Hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối Cố Thanh Phong không chút do dự, tung người nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào trong giếng cổ kỷ nguyên. Sau khi nhảy vào, giống như nhảy vào một mảnh đại dương đen kịt, bốn phía lại là hắc ám dày đặc như mực, không có một tia sáng. Trong cảm giác của Cố Thanh Phong, trong bóng tối bốn phía tự như còn có vô số sinh vật phù du không thể nêu tên, đang bơi. Thân hình của hắn nhanh chóng chìm xuống. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng sau, hắn vẫn chưa đạt đến đáy giếng cổ kỷ nguyên điều này làm cho cố thanh phong vô cùng không kiên nhẫn. Mẹ kiếp cái này là giếng cổ kỷ nguyên gì chứ, hay là động không đáy đây? Để thực hiện di nguyện của lâm đạo huyền, cố thanh phong không thể không cố nén buồn tẻ, tiếp tục chìm xuống. cứ như vậy lại qua mười ngày. Cuối cùng, nương theo một tiếng rầm, cố thanh phong đã đến đáy giếng. Hắn đứng yên một lát, bốn phía yên tĩnh quỷ dị, một mảnh tối đen, giống như cái gì cũng không có. cái gì vậy? không có gì kỳ lạ như vậy thật sự có thể mở ra kỷ nguyên vạn cổ. Cố Thanh Phong vừa chửi bới vừa lấy ra kỷ nguyên chi hỏa, mà khi kỷ nguyên chi hỏa xuất hiện trong nháy mắt, âm ánh lửa ngút trời, bóng tối bốn phía kịch liệt sôi trào. Giờ khắc này, cố Thanh Phong rốt cục thấy rõ cảnh sắc bốn phía, trong nháy mắt đồng tử rung lên. đúng là vô số thời không hỗn loạn tồn tại tứ phía, hắn thấy được vô số người và vật, tất cả đều hỗn loạn chằng chịt giống như vô số thời gian và không gian chồng chéo lên nhau vô cùng hỗn loạn trong tầm mắt có thể nhìn thấy nó giống như vô số tấm gương vỡ vụn mỗi tấm gương đang dàn dựng một câu chuyện khác nhau giống như màn hình giám sát một bức tường với vô số màn hình nhỏ mỗi màn hình phát ra cảnh ở một nơi chỉ là nơi này càng hỗn loạn hơn bốn phương tám hướng trên trời dưới đất tất cả đều là mảnh vụn mỗi một mảnh vỡ nội dung đều không giống nhau trang phục của nhân vật xuất hiện trong đó đủ loại kỳ quái sinh vật cũng khác biệt. Người bình thường hãy nhìn thấy, sợ là sẽ bị tin tức loan lỗ xông vào làm loạn thần hồn, biến thành kẻ ngốc. Đây là nơi giao thoa của kỷ nguyên vạn cổ, cố thanh phong lẩm bẩm, trong lòng rất kích động. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chấn động một lát. Cố Thanh Phong không lãng phí thời gian nữa, hắn hung hăng nện kỷ nguyên chi hỏa trong tay lên những mảnh vỡ kỷ nguyên vô tận này. Âm, kỷ nguyên chi hỏa trong nháy mắt nổ tung, vô số hỏa quan lẻ tẻ tản ra bốn phía mảnh vỡ kỷ nguyên được ghép nối vô tận bị đốt cháy hóa thành một trận hỏa hoạn hừng hực toàn bộ đều bị thiêu đốt những câu chuyện bên trong mảnh vỡ con người vật chất cảnh tan chảy vào nhau giống như ngọn nến tất cả các màu sắc trên thế giới như thể trở thành một bản màu khổng lồ và sau đó trộn tất cả các màu sắc với nhau hình thành một vẻ đẹp lộng lẫy không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung được cố thanh phong kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này cảm xúc trong lòng không cách nào diễn tả thành lời đột nhiên một sức mạnh to lớn khó có thể tưởng tượng rơi vào trên người hắn đây là nghiền ép của kỷ nguyên vạn cổ chồng lên nhau mà thành hắn còn chưa nói hết lời toàn thân nổ vang một tiếng sức mạnh vĩ đại của kỷ nguyên vạn cổ thật sự quá cường đại chúng sụp đổ và hợp nhất tại nơi cố thanh phong đứng mọi thứ ở đây đều bị nghiền nát cho dù mạnh như cố thanh phong cũng không cách nào ngăn cản được sức mạnh vĩ đại của kỷ nguyên to lớn này đừng nói là hắn cho dù có một vị tiên quân thật sự ở đây thậm chí thập thế tiên quân lâm đạo huyền cũng không thể may mắn thoát khỏi sức mạnh của kỷ nguyên vạn cổ hoàn toàn không thể chống lại bằng sức người sau một khắc thân thể cố thanh phong tự sống lại từ vô lượng kiếp số nhưng vẻn vẹn, vẹn vừa mới thành hình thân thể liền lần thứ hai nổ tung hóa thành kiếp số đầy trời sau đó hắn tiếp tục sống lại, tiếp tục nổ tung, lặp đi lặp lại như vậy. Không phải hắn có khuynh hướng thích bị ngược đãi, mà là hắn phát hiện bị kỷ nguyên vạn cổ nghiền ép, lại có lợi vô cùng. Chương 1166, tiến vào giai đoạn nửa bước tiên quân, một, sở dĩ hắn không cách nào trở thành nửa bước tiên quân, cũng là bởi vì ma đạo áo nghĩa quá mạnh, không cách nào dung luyện, kiến tạo thế giới, nhưng dưới sự nghiền ép của kỷ nguyên vạn cổ, ma đạo áo nghĩa của hắn cũng bị nghiền nát, điều này cũng cho hắn không gian có thể thao tác có thể bắt tay vào kiến tạo thế giới hơn nửa lần lượt nghiền ép rồi sống lại ma đạo áo nghĩa dưới sự nuôi dưỡng của kỷ nguyên vạn cổ đã xảy ra biến hóa quỷ dị hấp thu chất dinh dưỡng của kỷ nguyên vạn cổ độ dẻo của ma đạo áo nghĩa càng ngày càng cao cũng càng ngày càng tinh thuần không chỉ như thế ngay cả thân thể cố thanh phong thần hồn thậm chí pháp lực cũng có sự lột xác mỗi một lần nghiền ép lực lượng của kỷ nguyên vạn cổ đều từng chút một thấm vào trong cơ thể hắn đây là cơ duyên khó có thể tưởng tượng được đó là một cơ hội mà không ai có thể chấp nhận ngoại trừ cố thanh phong bởi vì người bình thường đã chết banh xác dưới sức mạnh vĩ đại của kỷ nguyên vạn cổ từ lâu nói gì đến dung hợp cứ như vậy cố thanh phong đắm chìm trong hủy diệt và hồi sinh hắn sẽ không ngừng lại trừ phi kỷ nguyên vạn cổ dung hợp xong hắn mới có thể dừng lại cùng lúc đó bên ngoài Toàn bộ Vẫn Tinh Nguyên đang xảy ra biến hóa khó có thể tưởng tượng được. Trời đất thăng trầm, tinh tú chuyển động, vô số tiên sơn cùng phúc địa từ hư không xuất hiện, bí cảnh lần lượt từ mặt đất mọc lên. Thay trời đổi đất, thật sự là thay trời đổi đất. Mọi thứ đang thay đổi một cách khủng khiếp. Lúc này toàn bộ tiên nhân của Vẫn Tinh Nguyên đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ, lần đầu tiên họ phát hiện ra rằng thế giới mà họ đã sống trong hàng triệu năm, ngàn năm qua đang trở nên xa lạ với tốc độ nhanh chóng. Từng đạo khí tức cường giả khó có thể tưởng tượng từ Viễn Cổ trở về, uy áp thiên địa, tiên vương, nửa bước tiên quân, thậm chí tiên quân, một ít truyền thừa thượng cổ, thậm chí tận mắt chứng kiến trong mộ tổ tông nhà mình, lão tổ tông phá đất chui lên. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Đầu tiên là diệt thế ma đế không biết từ đâu xuất thế, áp chế thiên hạ. Hiện tại thiên hạ xảy ra biến hóa lớn, Viễn Cổ sống lại, vẫn tinh nguyên đã xảy ra chuyện gì? vô số cường giả kinh hô. Âm, trong một đống đổ nát của tinh khư, khoảng không đột nhiên nổ tung. Một ngọn lửa chói mắt phóng lên tận trời, hóa thành một người nam tử mặc áo đỏ cao lớn dũng mãnh, tay cầm chiến mâu nhúng máu, nơi hư không sụp đổ, vạn vật trôi nổi, khí thế kinh người. Rõ ràng là một cường giả cấp bậc tiên quân. Hắn nhìn thế giới xung quanh, đầu tiên là trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ vui mừng bổn tòa đã trở về từ trong kỷ nguyên vạn cổ kế hoạch của lâm đạo huyền đã thành công tinh khư thứ nhất trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng màu bạc xinh đẹp như mộng ảo một luồng hàng khí động cứng linh hồn khuếch tán ra trong lúc nhất thời toàn bộ tinh khư thứ nhất đều tiến vào mùa đông giá rét trong không khí lạnh lẽo một người phụ nữ tóc bạc đi chân trần xuất hiện từ trong hư không mái tóc bạc phơ của người phụ nữ này giống như thác nước khuôn mặt thanh lệ tuyệt thế lông mày đầy uy nghiêm một đôi chân ngọc nhỏ nhắn dẫm lên một đóa băng liên màu bạc, trong suốt thanh thuần, lưu quan tràn đầy, làm nổi bật khí chất càng thêm lạnh lùng mà mờ nhạt của nàng ta. Lại là một nhân vật cấp tiên quân, trở về rồi sao? Trong mắt nữ tử lóe lên niềm vui mừng, cuối cùng cũng có thể gặp mặt ngươi rồi, đạo huyền. Những nhân vật tương tự như người đàn ông mặc áo choàng đỏ và người phụ nữ mặc áo choàng bạc lần lượt được sinh ra ở những nơi khác nhau. Trong lúc nhất thời thiên địa càng thêm hỗn loạn, những nhân vật cổ kim cùng nhau xuất hiện, có người thậm chí bắt đầu bộc phát chiến đấu, có điều tất cả đều không liên quan đến Cố Thanh Phong, lúc này hắn đang đắm chìm trong tu luyện. Mượn kỷ nguyên vạn cổ, đang tiến hành lột xác khó có thể tưởng tượng được, trời đất tiếp tục trung chuyển, một tháng sau, thế cục mới thoáng ổn định lại. Các đại cường giả từ trong kỷ nguyên vạn cổ hồi sinh, lần lượt chiếm cứ địa bàn của mình, hoặc là mở ra đạo tràng mới những cường giả ngày nay đã từng thống trị vẫn tin nguyên vốn không đủ sức đối mặt với những vị tiền bối viễn cổ này, chỉ có một số truyền thừa hiện tại có căn cơ vững chắc vẫn đang chật vật chống đỡ. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao kỷ nguyên bây giờ vừa mới cường thịnh, ngay cả cường giả tiên quân còn chưa sinh ra, tất nhiên cũng không phải là đối thủ của các kỷ nguyên khác. Có điều các cường giả kỷ nguyên khác cũng không nhằm vào kỷ nguyên đương thời, hoặc là căn bản không để bọn họ vào mắt, huống chi, kỷ nguyên thượng cổ đấu với kỷ nguyên thượng cổ là ăn miếng trả miếng, vả lại trong cùng một kỷ nguyên, cũng không phải tất cả cường giả đều là bằng hữu, bọn họ cũng có địch nhân. Tóm lại là hỗn loạn, rất hỗn loạn, giống như các lãnh chúa thời kỳ cuối cùng phân chia, chia đất làm vua, hoàn toàn dùng thực lực để nói chuyện. Lại một tháng sau, sâu trong giếng cổ kỷ nguyên, lúc này kỷ nguyên vạn cổ đã hoàn toàn dung hợp xong, cổ thanh phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt ma quan là sự e dè và mơ hồ. Khí thế khủng bố vô biên từ trên người hắn bộc phát ra, chương 1167, tiến vào giai đoạn nửa bước tiên quân, hai, âm. Um. Diễn kỷ nguyên giữa hư ảo và hiện thực sụp đổ, thiên địa mười phương hoàn toàn sụp đổ, lâm vào hỗn loạn, các loại cấm kỵ cùng lực lượng hủy diệt càng quét lan tràn, đi qua nơi nào, thông đạo đều bị hủy diệt. Thế giới nguyên mẫu, nửa bước tiên quân, cố thanh phong lẩm bẩm nói, hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ mở ra kỷ nguyên vạn cổ, thế mà lại có thể đạt được cơ duyên như thế, thành tựu nửa bước tiên quân. Hắn vốn cho rằng còn rất lâu mới được như vậy, cũng không biết đây rốt cuộc là mệnh nên như thế, hay là số mình quá may mắn. Hoặc cả hai đều có. Nhưng không thể không nói, khí số của hắn quả thật quá trâu bò, trách sao thiên mệnh chi tử mỗi ngày hóng hách như vậy, không hề e sợ chút nào trước cưỡi mạnh hơn, mẹ kiếp có vận may như thế, còn phải để ý tới ai nữa chứ, đám lão quái vật kia cũng đều ngày ngày mong chờ số mệnh, biết sao được, số mệnh này thật sự là quá tốt. Nếu thế giới pháp tắc của bổn đế là mượn kỷ nguyên vạn cổ mà thành, vậy thì đặt tên là ma vực vạn cổ đi, hiện giờ ma vực vạn cổ mới hình thành, bổn đế coi như là mới vào cảnh giới nửa bước tiên quân, ngày sau muốn tăng lên, chỉ có tiếp tục hoàn thiện ma vực vạn cổ, để cho nó tiến hóa thành thế giới chân chính, có thể lập địa chứng đạo tiên quân quá trình tạo người cũng cần 9 tháng 10 ngày, nói chi tạo thành một thế giới hoàn chỉnh, ngày tháng trong đó sợ là phải hàng trăm vạn năm, dài như thế, xem ra chỉ có thể dựa vào thôn vệ thế giới của người khác, để hoàn thiện bản thân. Nói đến thế giới, cố Thanh Phong đột nhiên nhớ tới thế giới trong lòng bàn tay của mình, đối với hắn hiện tại mà nói, thế giới trong lòng bàn tay quá thấp, hiện giờ đúng lúc dung nhập vào ma vực vạn cổ. Thứ nhất là càng đảm bảo hơn đối với người trong thế giới trong lòng bàn tay, Thứ hai là có thể càng thêm hoàn thiện ma vực vạn cổ. Quá trình dung hợp thế giới trong lòng bàn tay vô cùng đơn giản, dù sao hai đại thế giới đều là của mình, hơn nữa so với ma vực vạn cổ mà nói, quy mô của thế giới trong tay quá thấp, giống như dòng suối nhỏ chảy vào biển rộng, lặng yên không một tiếng động. Làm xong tất cả, Cố Thanh Phong trở lại mặt đất, nhìn thấy quả đen. Lâm đạo huyền đâu? Quả đen nói, "Ma đế đại nhân, tiểu nhân cũng không biết." vốn dĩ kế hoạch trước đó là lâm đạo huyền mượn thiên mệnh chi tử và thiên mệnh chân nữ để lại, nhưng hiện tại không có con nối giỏi, sợ là ông ta sẽ sống lại ở chỗ khác, cũng không thể xác định được phương vị. Cố Thanh Phong nhướng mày, nhân vật giống như ông ta, bất luận ở nơi nào, sớm muộn gì cũng sẽ làm ra động tĩnh lớn, tạm thời cũng không lo lắm. Hắn suy tư một lát, lâm đạo huyền chính là tiên quân mười đời, chắc chắn có thể nói là người đừng đầu đời này, dựa theo thực lực hiện giờ của mình, sợ chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Hơn nữa Lâm Đạo Huyền không phải là người nhà, trước đó hắn đã xác định điều này với quả đen. Nói cách khác, hiện tại cần làm có hai việc, một là làm rõ bí mật ẩn giấu của thiên địa này, vì sao là lòng giam, ai đã thiết lập lòng giam. Thứ hai là thôn phệ một ít nửa bước tiên quân, thậm chí cường giả tiên quân, tăng cường bản thân. Lâm Đạo Huyền không phải là tiên quân mười đời sao, vậy thì đơn giản rồi, không phải chính tiên quân không phải cũng giống ông ta rồi sao? Nghĩ như vậy, Cố Thanh Phong liền rời khỏi nơi này, bay ra bên ngoài. Sau khi hắn đi ra ngoài, kinh ngạc phát hiện, dòng sông pháp tắc lại biến mất không thấy, khô cạn rồi. Nơi vốn là dòng sông pháp tắc mênh mông cuồn cuộn này đã biến thành núi non và đất liền. Phải biết rằng dòng sông pháp tắc đã ở đây sừng sững vô tận năm tháng, nhưng bây giờ dưới sức mạnh vĩ đại của kỷ Nguyên Vạn Cổ, nó đã biến mất trong dòng sông dài của lịch sử. Cố Thanh Phong chỉ kinh ngạc chốc lát rồi không thèm để ý nữa, biến mất thì biến mất đi, dù sao giữ lại cũng không có tác dụng gì. Chỉ là nên đi đâu tìm cường giả đây, sau một khắc, trong hư không đột nhiên ngừng kết băng sương, băng sương lan tràn với tốc độ đáng sợ, trong nháy mắt hàng băng màu bạc tự như bao phủ cả màn trời. Một vị nữ tử tóc bạc mặt ngân bào, chân trần dẫm lên băng liên ngân sắc đột nhiên xuất hiện. Đạo huyền ngươi Ngươi không phải đạo huyền sắc mặt vốn đang vui mừng của nữ tử tóc bạc trong nháy mắt trở nên lạnh đi. Ánh mắt cố thanh phong hiếp lại, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà, vừa định đi đâu tìm cường giả, quay đầu liền có cường giả đưa tới cửa, còn là một vị cường giả tiên quân. Không cần nhiều lời, tất nhiên lại là sự thần diệu của số mệnh. Số mệnh thật sự là quá chu đáo, còn đưa tới một vị nữ tử nữa chứ. Ngươi là ai? Tại sao lại có số mệnh mạnh mẽ như vậy? Nữ tử tóc bạc lạnh lùng nói trong mắt lại mang theo một tiên nghi hoặc, bởi vì nàng ta biết rõ kế hoạch của Lâm Đạo Huyền, trùng tu mười đời, đợi kỷ nguyên vạn cổ mở ra, chuyển sinh lên người vận khí chi tử, lên đỉnh chí cao. Cho nên sau khi nàng ta trở về, việc đầu tiên chính là suy tính số mệnh, sau đó theo số mệnh tìm được Cố Thanh Phong. Ngươi là ai? Cố Thanh Phong nhại lại nói, bổn tòa huyền sương tiên quân, trả lời câu hỏi của ta, số mệnh của ngươi là lấy từ đâu ra? Đạo huyền đâu? nữ tử tóc bạc lạnh lùng nói chương một nghìn một trăm sáu mươi tám chiến tiên quân hiển nhiên không có nhìn thấy lâm đạo huyền ngày nhớ đêm mong lúc này tâm trạng nữ tử tóc bạc không được tốt cho lắm khạc 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 ngươi là đạo lữ của lâm đạo huyền đúng không vậy thật đúng là trùng hợp bổn đế chính là lâm đạo huyền mau tới đây để cho bổn đế cưng nựng nào cố thanh phong điên cuồng cười nói huyền sương tiên quân trong nháy mắt giận dữ là một cường giả tiên quân tung hoành một kỷ nguyên từ khi nào dám có người vô lễ với nàng ta như vậy vả lại nàng ta lo lắng cho an nguy của lâm đạo huyền cố thanh phong lại cố ý không nói càng làm cho nàng ta lửa giận ngút trời chỉ là một vị nửa bước tiên quân cũng dám khiêu khích bổn tọa vậy bổn tọa phải bắt được ngươi trước sau đó tìm hiểu tung tích của đạo huyền ken một tiếng kiếm sắc bén chói tai vang vọng chỉ thấy trong tay ngọc của huyền sương tiên quân lại đột nhiên ngưng tụ ra một thanh kiếm băng trên kiếm băng mang theo ngân quan chói mắt sáng chói như thần bạc trót vào, sắc bén vô song, thanh kiếm này vừa xuất hiện, chung quanh hư không liền bị kiếm khí xé rách, để lại vô số vết kiếm kinh người. Tay ngọc của huyền sương tiên quân nhấc lên, một bóng kiếm lạnh như băng nổi lên, hiện ra một màu trắng bạc, trong bóng kiếm kia dường như chứa đựng một thế giới băng giá rộng lớn vô tận, lạnh thấu xương và tràn ngập kiếm ý, đối mặt với một kiếm đánh tới, cổ thanh phong khẽ nhíu mày. Đây là thực lực của tiên quân sao? Một kiếm trong tay có uy năng áp chế pháp giới, tương đương với tiên quân cấp a tương đương với đại chiêu của nửa bước tiên quân có điều hắn cũng không sợ ngược lại nóng lòng muốn thử thời kỳ tiên vương hắn có thể sợ tới mức nửa bước tiên quân không dám ra ngoài hiện giờ thăng cấp nửa bước tiên quân còn mượn vạn cổ kỷ nguyên thăng cấp một thân thực lực sớm đã không thể lường trước được bây giờ đúng lúc thử xem trước tiên dùng nữ nhân của lâm đạo huyền khai đao không tin tiểu tử này không mắc câu trong lúc bất chợt Cố Thanh Phong cũng vận dụng sức mạnh của ma vực vạn cổ, mặc dù là lần đầu tiên vận dụng, nhưng không hề xa là chút nào. Hắn một thân hát bào tung bay, tóc đen cuồng vũ, một cổ khí tức hắc ám khủng bố như nộ hải cuồng đào khuếch tán ra. Âm, bị một đôi ma trưởng bắn ra, một dấu tay kiên kỵ màu máu che kín bầu trời, trên bầu trời xuất hiện một mạng đáng sợ như 18 địa ngục, tựa hồ bị yêu giới trấn áp. Trên bầu trời, hắc ám như thủy triều, nơi đi qua, Tản ra khí tức hủy diệt quỷ dị đáng sợ, giống như thiên tai bộc phát, vô số sinh linh phân bố ở đây, giờ khắc này đều sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng cùng vô lực thật sâu, sợn tóc gáy như rơi xuống hầm băng. Bùm! Một tiếng giống như đại đạo nổ vang vang lên, kiếm khí của Huyền Sương Tiên Quân lập tức biến mất, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, liên tiếp đánh ra mấy kiếm, đánh lui lộng bàn tay đáng sợ của Cố Thanh Phong. Làm sao có thể được chỉ là một vị nửa bước tiên quân mà lại có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố như vậy, người rốt cuộc là cường giả kỷ nguyên nào? Huyền Sương tiên quân hoảng sợ nói. Khắc khắc khắc, bổn đế không giống với đám lão cổ như các ngươi, bổn đế đến từ kiếp này. Cố Thanh Phong bể nghệ ngút cười điên cuồng, trong lúc nhất thời ma uy rung chuyển. Kiếp này, đồng tử huyền Sương tiên quân chợt co rút lại, không thể nào, kiếp này còn chưa cường thịnh, không thể nào sinh ra nhân vật nghịch thiên như ngươi chuyện không thể xảy ra còn nhiều lắm, ví dụ như trong chốc lát, ngươi là một nhân vật cấp tiên quân, sẽ thần phục dưới bổn đế, gáy nhỏ một chút, khặt khặt khặt, kèm theo tiếng cười điên cuồng của cố thanh phong, sức mạnh đen tối giống như điều cấm kỵ lan rộng như thủy triều, và lớp băng đóng băng thế giới ngay lập tức bị bóng tối nuốt chửng. Bên này thế giới như rơi vào đêm vĩnh hằng sức mạnh cấm kỵ hắc ám giống như một bàn tay to vô hình, bao phủ linh khí của huyền sương tiên quân, ngăn cách cảm ứng của nàng ta đối với thiên địa như thể trong nháy mắt rơi xuống vực sâu không đấy đón lấy kiếm này của bổn đế ầm ngay khi cố thanh phong xuất ra một thanh ma kiếm do hắc ám ma khí dày đặc như mực hội tụ mà thành đột nhiên xuất hiện nghiện nát hư không mười phương giết về phía huyền sương tiên quân thanh kiếm này cực kỳ bá đạo quả thực không thể tưởng tượng nổi tràn ngập sức mạnh không thể diễn tả được đối mặt với nó giống như đối mặt với kỷ nguyên vĩnh hằng giống như muốn chia cắt thế giới đối mặt với một kiếm bá đạo của cố thanh phong sắc mặt huyền sương tiên quân trở nên cực kỳ nghiêm túc nàng ta mạnh mẽ xuất ra băng liên dưới chân băng liên trong nháy mắt phóng đại hóa thành một phương thế giới băng hàng hung hăng nên đón một kiếm kia vù một kiếm hắc ám kia trong nháy mắt đâm vào thế giới băng hàng không một tiếng động tuy nhiên giây tiếp theo âm đung thế giới băng hàng mạnh mẽ nổ tung ra dòng năng lượng đáng sợ điên cuồng lan tràn hư không tứ phương tan vỡ sóng xung kích mãnh liệt hung hăng đánh bay huyền sương tiên quân bay cả trăm dặm mới dừng lại, để lại vết máu đỏ tươi trên bờ môi mỏng manh. Ô! Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc, trúng một kiếm của bổn đế, lại chỉ bị thương nhẹ, không hổ là cường giả tiên quân trong vạn cổ kỷ nguyên, quả nhiên có tư cách làm lô đỉnh cho bổn đế, chương 1169, hương vị Ken Vani, một, vừa dứt lời, Cố Thanh Phong phất tay áo bào, giơ tay chọc lấy. Âm! Sức mạnh của vô số quy tắc ma đạo rơi xuống bầu trời, giống như một thác nước sấm sét đen tối quét sạch bầu trời thiên địa trong nháy mắt trung chuyển như thể đại hồng thủy sắp ập đến toàn bộ thế giới đều tràn ngập một loại lực lượng cấm kỵ có tính hủy diệt cho dù là tiên nhân cách xa trăm triệu dặm cũng lộ ra vẻ hoảng sợ không biết là đại năng lực nào đang giao chiến đều hoảng sợ thét chói tai liều mạng chạy trốn mặc dù thực lực cố thanh phong mạnh hơn huyền sương tiên quân dự đoán nhưng với tư cách là cường giả hàng đầu tung hoành một kỷ nguyên nàng ta cũng không sợ hãi mà bắt đầu liều mạng, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Vèo Tiếng kiếm vang vọng khắp thiên hạ, một thanh trường kiếm màu trắng bạc xuất hiện trong tay huyền sương tiên quân. Trong nháy mắt, khí thế của huyền sương tiên quân đột nhiên thay đổi, so với trước đó thì mạnh hơn rất nhiều. Nàng ta cầm trường kiếm trong tay, lóe lên hư không, bóng người giống như một cầu vòng dài, xuyên qua bầu trời xuyên qua năng lượng ma quỷ điên cuồng, xông tới cố thanh phong. Ròi trường kiếm trắng bạc mang theo sát khí lạnh lẽo vô cùng đâm thẳng về phía cổ họng cố thanh phong tốc độ cực nhanh quả thực không thể tưởng tượng nổi dưới tốc độ này thời gian giống nhưng đứng yên một kích này huyền sương tiên quân rõ ràng đã vận dụng toàn bộ sức lực uy lực kinh khủng kia tự như thiên địa vạn đạo ở phía trước cũng bị một kiếm đâm thủng nhưng đột nhiên một bàn tay to nắm lấy lưỡi kiếm trường kiếm khiến tiên khí không thể tiến lên một tấc huyền sương tiên quân hừ lạnh một tiếng trong mắt hiện lên một tiên nghiêm nghị, lại dám tay không tiếp một kiếm của ta, muốn chết. Bàn tay ngọc của nàng ta mạnh mẽ phát lực, mũi kiếm vừa chuyển xuống, bàn tay cố thanh phong trong nháy mắt bị xoắn thành nát bấy. Trong mắt huyền sương tiên quân hiện lên một tia vui mừng, vừa mới cho rằng nạn một kích đã làm được gì đó, nhưng sau một khắc, bàn tay bị nghiền nát của cố thanh phong lại mạnh mẽ vươn ra vô số xúc tu, giống như một con bạch tuột, trong nháy mắt cuốn lấy huyền sương tiên quân. Cái gì? huyền sương tiên quân kinh hô một tiếng liều mạng dãy dùa nhưng cố thanh phong làm sao cho nàng ta cơ hội lúc này dùng sức một chút nhất thời ông được thân thể mềm mại vào lòng cảm nhận được sức nóng của nam tử huyền sương tiên quân lạnh như băng vừa xấu hổ vừa phẫn nộ từ trên người bộc phát ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ hóa thành một luồng khí lạnh đóng băng về phía cố thanh phong dùng mắt thường có thể thấy được thân thể cố thanh phong đang ngưng kết một tầng băng sương cơn rét lạnh này xâm lấn vào tận xương tủy, thậm chí thần hồn cũng phải đóng băng. Theo lý mà nói, lúc này người bình thường nên làm chính là buông huyền sương tiên quân ra, kéo dài khoảng cách, sau đó diệt trừ hàng khí. Nhưng cố thanh phong làm sao có thể như người bình thường được, hắn thà bị đông lạnh thành băng điêu, cũng phải nếm thử tư vị của tiên quân. Bập bập À, huyền sương tiên quân trong nháy mắt nổ tung, hàng khí đáng sợ từ trên người nàng ta tuôn trào phun ra, băng mỏng trên người cố thanh phong lan tràn càng nhanh toàn bộ thân thể của hắn đều bị hàng băng bao trùm đã lan tràn đến cổ chỉ còn lại một cái đầu cho dù như thế hắn vẫn cười điên cuồng ha 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 vừa lạnh vừa ngọt là hương vị kem vani vừa mới nói xong đầu hắn cũng bị hàng băng bao trùm cả người biến thành một đống băng điêu ầm sau khi cố thanh phong biến thành băng điêu huyền sương tiên quân đột nhiên phát lực ánh sáng bạc đáng sợ bùng lên cố thanh phong đã hóa băng điêu trong nháy mắt nổ tung hóa thành mảnh vụn đầy trời nhưng mà mặc dù như vậy huyền sương tiên quân vẫn tức giận chưa nguôi ở trong mắt nàng ta trên thế giới này chỉ có một người có thể hôn mình đó chính là thập thế tiên quân lâm đạo huyền vị nhân vật tung hoành vạn cổ kinh diễm tài tuyệt kia nhưng hôm nay nụ hôn đầu tiên mình gìn giữ nhiều năm lại bị một nam tử xa lạ đoạt đi nàng ta làm sao có thể không giận rệt, rệt, rệt. nàng ta điên cuồng vung trường kiếm không ngừng chém xuống mảnh vụn hàng băng trên không trung, giống như muốn chém cố thanh phong thành nguyên tử mới bỏ qua, chém khoảng chừng một nén nhang thời gian, thân ảnh cố thanh phong hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, không còn một chút lưu lại. Huyền Sương Tiên Quân lúc này mới ngừng lại, chỉ là trước người phật phòng bất định, chứng tỏ lúc này trong lòng nàng ta đang mất bình tĩnh. Nhưng mà, một giây sau, vô tận kiếp số tập trung sau lưng, lúc này nàng ta đang ở trong trạng thái thăng trầm, thậm chí nàng không để ý sau lưng nhô ra hai móng vuốt đâm xuyên qua nách đánh tới đánh thẳng vào điểm yếu a à. huyền sương tiên quân bị tấn công bất ngờ hét lên một tiếng vùng kiếm chém về phía sau nhưng sau đó chém vào không trung thân hình quỷ mị của cố thanh phong đã xuất hiện trước mặt nàng ta lần thứ hai đánh lén vào chỗ trọng yếu huyền sương tiên quân kinh hô liên tục sắc mặt đỏ bừng nhanh chóng lui về phía sau kéo dài khoảng cách với cố thanh phong trợn mắt nhìn ta nhất định phải giết ngươi, tiên quân nổi giận, thiên địa thay màu. Nhưng mà một giây sau, lửa giận của huyền sương tiên quân đột nhiên dừng lại, cả người mềm nhũng, lại ở trên không trung lung lay sắp đổ, không cánh nào huy động được sức lực toàn thân. Chương 1170, hương vị kem vani, hai, khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng ta đầy hoảng sợ, ngươi đã làm gì ta? Sức mạnh của ta, là độc. Còn có cấm chú, huyền sương tiên quân rốt cục đã phản ứng lại, nàng ta kinh ngạc phát hiện thân thể của mình đã tràn ngập đại đạo độc và cấm chú chi lực. Hai nguồn sức mạnh tà ác này mạnh mẽ áp chế tu vi của nàng ta, không thể nhúc nhích, không chỉ như thế, ngay cả thân thể tiên quân này cũng giống như bị một ngọn núi cao vạn trượng đè lên, cả người bủng rủng vô lực. Ha ha! Đây là cường giả tiên quân tung hoành một kỷ nguyên. Bổn đế thấy, cũng chỉ có như thế. Cố Thanh Phong cười điên cuồng, cực kỳ sức sự. Ngươi hèn hạ! huyền sương tiên quân tức giận mắng một tiếng hèn hạ ngươi ngốc thì có thủ đoạn đơn giản như vậy cũng bị trúng chiêu còn dám nói bổn đế hèn hạ thật sự cho rằng bổn đế tham luyến sắc đẹp của ngươi đó chẳng qua là vì để cho ngươi phân tâm thuận tiện hạ độc mà thôi huyền sương tiên quân không phản bác mà là không quay đầu lại đang muốn chạy trốn nàng ta biết rõ một khi mình rơi vào trong tay người này sợ là sẽ gặp phải sự nhục nhã khó có thể tưởng tượng được nhưng mà lực lượng vốn không bằng cố thanh phong lúc này trong người có kịch độc cùng với cấm chú làm sao có thể chạy thoát khỏi cố thanh phong chỉ thấy cố thanh phong vung tay lên mà khí ngập trời hiện ra hóa thành từng con rắn đen dài nhỏ dữ tợn vèo vèo chui vào trong cơ thể huyền sương tiên quân những yêu khí đáng sợ này giống như móng vuốt cắm rễ vào cơ thể của huyền sương tiên quân không ngừng nuốt chửng sức mạnh của nàng ta đến lúc này huyền sương tiên quân không còn lực phản kháng nữa thân thể mềm mại uyển chuyển kia không ngừng rơi xuống từ không trung. Cố Thanh Phong một tay vác huyền sương tiên quân lên, khiên trên vai, giống như thổ phỉ cướp được áp trại phu nhân. Ngươi buông ta ra, thả ta ra. Huyền sương tiên quân tuy rằng cả người không còn sức lực, nhưng còn có thể kêu to, hơn nữa cổ họng rất lớn. Bóp bóp bóp. À! Ngươi dám đánh ta? Dám chạm vào ta bằng bàn tay bẩn thiểu của ngươi? lâm đạo huyền mà biết nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi vậy thật đúng là trùng hợp bổn đế đang lo không tìm được lâm đạo huyền đây bóp 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 lại là một trận đánh đau còn chưa nói tiên quân chính là tiên quân không phải đạn bình thường sau khi đánh xong huyền sương tiên quân cuối cùng cũng ngoan hơn rồi nàng ta cũng không phải kẻ ngốc bây giờ nàng là cá nằm nhân kia là dao khiêu khích đối phương chỉ làm cho mình bị tra tấn nhiều hơn nói ta nghe về lâm đạo huyền còn có kế hoạch của ông ta nữa người biết được bao nhiêu đầu đuôi gốc ngọn ra sao mau nói hết ra huyền sương tiên quân ngậm miệng không nói khắc 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 thật ra bổn đế cũng không hy vọng ngươi sẽ nói sau đó bóng hình hai người biến mất xuất hiện trong ma vực vạn cổ của cố thanh phong đến ma vực vạn cổ mấy xúc tu dày đặc xuất hiện treo người huyền sương tiên quân thành hình chữ đại giữa không trung vậy thì bắt đầu từ đâu cố thanh phong hưng phấn nói huyền sương tiên quân lập tức hoảng hốt cường giả như nàng ta đối mặt với cái chết thì không có gì phải sợ nhưng càng là cường giả càng chú trọng tôn nghiêm mà cách làm của cố thanh phong lúc này rõ ràng là đang chà đạp tôn nghiêm của mình còn khó chịu hơn so với giết nàng ta ngươi muốn làm gì à trong mắt huyền sương tiên quân sát ý kinh người ngươi lại dùng bàn tay bẩn của ngươi ta nhất định phải giết ngươi Ô, còn dám cứng miệng bổn đế thấy ngươi cũng là thân thể trong sạch chắc là vẫn luôn yêu thầm lâm đạo huyền đúng không ngươi nói xem nếu ngươi không còn trong sạch nữa vậy lâm đạo huyền còn có thể liếc mắt nhìn ngươi một cái hay không những lời tàn nhẫn này vừa nói ra vẻ cứng rắn trên mặt huyền sương tiên quân lập tức tiêu tán khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt ngươi ngươi hỏi đi thế giới này là lòng giam chuyện này là sao trên tiên quân là tiên tôn biểu tượng tiên quân là kiến tạo ra một thế giới hoàn chỉnh mà tiêu chuẩn đánh dấu tiên tôn là một giới vực hoàn chỉnh, do vô số thế giới cấu thành, vẫn tinh nguyên chính là giới vực của một vị tiên tôn, ông ta nắm giữ sinh diệt của kỷ nguyên, sinh linh trong đạo vực không được ông ta cho phép, thì không cách nào chạy thoát, cũng mãi mãi không cách nào vượt qua ông ta để trở thành tiên tôn. Tất cả chỉ là chất dinh dưỡng của ông ta. Mỗi một lần thiên kiếp kỷ nguyên đến, đều là một lần thu hoạch của tiên tôn, huyền sương tiên quân cam chịu giải thích. Á à! à a à. ngươi đang làm gì vậy ngươi trả lời quá chậm rồi cố thanh phong thản nhiên nói trong truyền thuyết nói đạt tới cảnh giới tiên quân thì có thể thoát khỏi vẫn tinh nguyên chuyện này là sao nữa huyền sương tiên quân rút kinh nghiệm vội vàng nói những tiên quân kia vốn không phải thoát khỏi vẫn tinh nguyên mà là chủ động quy phục tiên tôn nguyện ý nhận chủ dù sao tiên tôn cũng cần thủ hạ xoẹt à. a ngươi đang làm gì vậy tốc độ nói quá nhanh, nghe không rõ. Kế hoạch của Lâm Đạo Huyền là gì? Hắn không muốn nhận chủ, muốn phá vỡ lòng giam, chạy thoát khỏi vẫn tinh nguyên, chỉ có đến ngoại giới, mới có cơ hội chứng đạo tiên tôn. Kế hoạch chính là mở ra kỷ nguyên vạn cổ, làm cho vẫn tinh nguyên trở nên hỗn loạn, từ đó làm suy yếu kết giới thế giới, lại mượn lực lượng của mọi người, phá vỡ kết giới.